Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 25 tháng 5 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên em đang có những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc nhé. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa gồm có phí vận chuyển ạ. Và cô chú anh chị khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Hôm nay thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đang nụ, đặc biệt là những cái cây dáng hương đuôi cáo với những cần hoa dài tít tắp luôn, với cái giá cực kỳ là yêu thương ạ. Cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng địa lan mạc xuân trước cô chú anh chị nhé. Cái dòng địa lan mạc xuân ạ, cây tươi roi rói và hàng lá to khỏe đẹp như thế này này. Hàng này thì ngắm lá thôi, không cần ngắm hoa cũng đã đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Hoa sẽ nở đúng thời điểm Tết, rất là dễ thuần dễ chăm. Có thể trồng ngay bất cứ cái khoảnh đất nào ở ngoài sân đều được cô chú anh chị ạ. Em đang để giá có 90.000 trong 1 kg thôi. 90.000 trong 1 kg địa lan mạc xuân thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em có hai cái rễ địa lan mạc xuân đang rất là đẹp ở đây. Cô chú anh chị có thể mua theo cho em theo ngay rễ này. Cái rễ này thì em xin phép được gọi là cái rễ số 1 với giá là 80.000 và rễ số 2 cũng với giá là 80.000 đó. Em có hai phần địa lan mạc xuân như vậy cô chú anh chị nhé. Bên này là một cái phần kiều mỡ với giá đây, một cái lô kiều mỡ rất là nhiều như vậy, em đang để giá có bao nhiêu nhỉ? Có 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và một cái rễ kiều tím này, chỗ này thì cô chú anh chị về làm một giò đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Cái rễ này, kiều này thì em đang để giá có 60.000 thôi ạ, kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cây lan hải yến. Thực sự thì lâu lắm rồi thì hôm nay em mới có về những cây lan hải yến, và thời điểm bây giờ cây đã rất là tươi rồi. Còn lác đác còn lại là vài cây đang còn nụ, chủ yếu là đây. Còn vài cây đang nụ, chủ yếu là nở hoa rồi. Và hoa của dòng hải yến thì cũng rất là thơm cô chú anh chị ạ, thơm lắm. Và cái lô này là cái lô hàng cũng đã tuyển chọn từ hàng tầm trung trở lên cô chú anh chị nhé, từ tầm trung trở lên. Thậm chí hiện tại thì người ta bán sỉ cái hải yến này bây giờ đã lên đến cả 150.000 rồi. Thì em đang để giá lẻ ở đây chỉ có 160.000 trong 1 kg cho cô chú anh chị mình sưu tầm thôi cô chú anh chị nhé. 160.000 trong 1 kg dòng hải yến, lượng hàng không còn nhiều, không có nhiều, rất là khan hiếm hàng luôn bây giờ đi ạ. Em bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị này. Đây với 0,3 kg tức là bao nhiêu nhỉ? 0,3 kg là rơi vào bao nhiêu tiền đây? Thì 0,3 kg tức là 48.000 nhỉ cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có ngay một cái lô hải yến rất là đẹp như thế này. Thay vì cô chú anh chị mua những cái cây lan hải yến hàng ở bên Thái, nhập hàng Thái một chậu 2 cây người ta bán hơn 100.000 cô chú anh chị. Đây là những cây hải yến với sắc hoa tím rất là xinh mà thơm cô chú anh chị ạ. Với giá đấy cả một lô như vậy có hơn 40.000. Còn sang bên này đây thì em có cả những cây lan hoàng nhạn cô chú anh chị nhá. Lác đác hoàng nhạn, bây giờ hoàng nhạn rừng cũng rất là ít, bởi vì có bao nhiêu thì gần như là cái nhà vườn người ta lấy vào hết ạ. Cái hoàng nhạn rừng này em xin phép được bán 1 kg với giá là 700, và em bán ngay từ 0,1 kg rồi cô chú anh chị ạ. Nói là 700.000 nhưng cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều khi mua 0,1 kg tức là 70.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cái chỗ này thì nó chưa đến 0,1 đâu cô chú anh chị. Chỗ này chưa đến 0,1 nhá cô chú anh chị này. Đây ạ. Tức là chưa vào 70.000 mà cô chú anh chị đã được một cái phần hoàng nhạn như thế này rồi. Và bây giờ cô chú anh chị thấy ạ, cái mùa nó ghép rất là đẹp, cái bộ rễ thì đang bắt đầu là trồi ra. Đấy. Nên là cái mùa ghép rất là đẹp cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em. Cái hình này gọi là cái hình số hình số 5 này. Hình số 5 này với giá là 60.000 này. Hình số 6 đây ạ. Hình số 6 này 3 cây lớn cô chú anh chị nhá, với giá là 80.000. Và hình số 7 này với giá là 100.000. Và hình số 8 là một cái phần cũng 2 cây rất là to đẹp luôn cô chú anh chị. Cả 2 cây đều đang nụ nhá, và hàng bản lá rất là to đẹp. Và cái hình này em xin phép được bán là với giá là 100.000. Và hình số 9 này, hình số 9 này cũng là 3 cây cô chú anh chị ạ, 3 cây đẹp như thế này, em bán với giá là 90.000. Và hình số 10 này, hình số 10 là 2 cây, 2 cây này em bán là 70.000 này. Và hình số 11 đây ạ. Hình số 11 này thì với em xin phép được bán với giá là cũng là 70.000. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài, những cây lan hài dâu xanh.
một cái dòng lan hài với những cái bông hoa rất là độc đáo và xinh đẹp. À, cái mùa bây giờ ấy thì cái lan hài dâu xanh thì nó khi mà ở dưới bụi rậm thì cái lá của nó có những cái lá nó có bị đốm, bị bẩn ấy cô chú anh chị. Hay là có một số lá nó bị tóp. Cái hàng này thì em đang bán có 90.000 cho 1 kg thôi. Cái hài dâu xanh ấy, hiện tại đang bắt đầu là cái mùa mầm mới nên cô chú anh chị mình yên tâm, nửa kg cô chú anh chị được vài giò rồi. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan hài Henry này. Henry em xin phép được bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Em bán ngay từ 0,3 kg và dòng lan hài Henry thì cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ và mùa hoa rồi đấy ạ. 0,3 kg đây, với lượng hàng là 0,3, cô chú anh chị mình có thể sở hữu cả một cái phần hài như vậy. Tức là chỉ rơi vào 39.000 thôi đúng không ạ? Là cô chú anh chị mình có hẳn cả một cái lô hài rất là đẹp như thế này rồi. Làm được vài giò luôn rồi ạ. Số tiền chỉ có 39.000. Và đặc biệt là bên này là những cái cây lan hài Helen, một cái dòng lan hài mà mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng ấy cô chú anh chị. Hoa rất là xinh, dễ thuần, dễ chăm, sẽ nở hoa tháng 7, tháng 8 của chính trạng. Và chuẩn bị hiện tại là cây đang bắt đầu là ngậm nụ rồi. Thì cái hình này em gọi là cái hình lô này gọi là lô số 1 đi ạ. Lô số 1 này em bán là 80.000 này cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hài Henry này. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Đây là lan hài Helen nhé cô chú anh chị nhé. Hài Helen nó còn đẹp hơn cái dòng lan hài Henry mà rất là dễ sống cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo là hình số 2 đây. Hình số 2 này em bán cũng với giá là 80.000 ạ, rất là xinh. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 3. Hình số 3 này 80.000 và hình số 4 là 80.000. Đấy, em có 4 lô như vậy nhá. Bên này đây sẽ là cái dòng lan hài Vân Bắc. Nói chung là cái dòng lan hài Vân Bắc thì gần như hiện tại là trên rừng đã gần như là tuyệt chủng đến nơi rồi cô chú anh chị. Và cái dòng lan hài Vân Bắc thì đặc biệt là cực kỳ là dễ sống luôn. Đây là cái chậu lan hài Vân Bắc mà em trồng 3 cây từ năm kia. Và hiện tại thì cây lên rất là nhiều cái cây con mới như thế này này. Và ngắm lá thôi cũng đủ đẹp luôn ấy cô chú anh chị. Mà cái giá thể rất là đơn giản, chỉ trồng bằng vỏ thông với cả bón phân dê thôi cô chú anh chị ạ. Không có một cái làm một cái gì giá thể cực kỳ là đơn giản như vậy cô chú anh chị nhé. Bất cứ ai cũng có thể trồng được những cây lan hài Vân Bắc này, nó rất là dễ sống ạ. Và ở đây thì em đang có một số hình cô chú anh chị mình có thể cùng em lựa chọn. Cái hình 82 cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp. Hình 82 là một cặp đôi mẹ con rất là đẹp. Thôi hình 82 này thì hình như đâu là có khách chốt rồi. Hình 83 này. Hình 83 này em bán với giá chỉ có 130.000 thôi này. Và hình 84 đây ạ, cũng là một cái cặp đôi đẹp cô chú anh chị nhá. Cặp đôi rất là đẹp luôn, em bán là 160.000. Và hình số 85. 85 phần 3 2 cây này. Em bán với giá chỉ 120.000 thôi. Và hình số 86 3 cây ạ. 3 cây này thì hình 86 này 3 cây. 3 cây này em xin phép được bán là 200.000. Và hình số 80 hình 87 đây ạ. Hình 87 cũng là 3 cây cô chú anh chị ạ. Hình 87 cũng là 3 cây nhá. 3 cây này em bán 200.000. Và hình số 88 là mỗi hình có 2 cây, xin phép em bán với giá là 160.000, à 150.000. Và hình số 89 180.000 cho hình 3 cây này. Và hình tiếp theo là hình số 90. 90 này 6 cây cô chú anh chị nhá. 160.000 thôi ạ. 91 là một cặp đôi 2 cây đẹp. 2 cây đẹp này em bán với giá là 160.000. Và hình số 92. Cặp đôi này em bán là đây, cây lá xếp rất là xinh luôn. Cặp đôi này xin phép được bán với giá bao nhiêu nhỉ? 140.000 nhá. Một cái giò hạc vĩ, một cái giò hạc vĩ với cái sắc hoa rất là xinh đẹp như thế này cô chú anh chị này. Hoa đẹp cô chú anh chị ạ. Giò hạc vĩ này em bán với giá là 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và hiện tại đang rất là nhiều cái mầm cây giống như vậy đấy ạ. Bên này đây đặc biệt là những cái giò lan kiều vuông. Cái dòng kiều vuông thân to mập nú bằng cái ngón chân cái luôn cô chú anh chị ạ. Cái dầu chậu như thế này mà khi mà nó nở hoa thì cực kỳ là đạt luôn ạ. Rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. À, có những thân dài đến cả 5-60 cm luôn đấy ạ. Dạ. To đùng luôn cô chú anh chị này. Đấy, những cái chậu kiều thân to mập nú như này. Em đang để giá có 160.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là đẹp, hàng đã thuần sẵn như vậy, 160.000 cho một giò. Và bên này đây thì em có duy nhất một cái chậu lan kiều tím yên tử. Một cái dòng lan mà được coi là một cái chậu lan loại cây mà có mặt hoa đẹp nhất trong tất cả những dòng lan kiều. Cô chú anh chị nào nhanh tay sưu tầm cái chậu kiều tím yên tử này đi ạ. Em đang để giá chậu này với giá chỉ 120.000 thôi cô chú anh chị nhá. Duy nhất một chậu nên là em để giá lại giá dưới cả giá em nhập luôn là 120.000 cho một cái chậu kiều tím yên tử này. Đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Và bên này đây sẽ là những chậu lan kiều mỡ. Cái mặt hoa đã được tuyển chọn với cái mặt bông cực kỳ là đậm và đẹp. Đấy. Mặt bông đã sổ tại vườn rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Rất là mỡ, rất là đẹp như vậy ạ. Thì một cái chậu lan kiều mỡ như thế này em xin phép được bán với giá là 150.000. Sang bên này đây cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái vẻ đẹp của cây lan
chớp, dendro chớp bịp cô chú anh chị ạ, hoa thơm nức luôn nhá, cực kỳ là bền hoa. Mà dòng dendro này mình chơi hoa ấy thì nó sẽ là chơi hoa quanh năm cô chú anh chị ạ, chơi hoa quanh năm, nói chung là hoa nó nở quanh năm, đó là một cái ưu điểm tuyệt vời của cái dòng lan dendro chớp bịp này. Một cái chậu lan dendro chớp bịp hiện tại đang nụ và đang hoa, khỏe, cực kỳ là khỏe đẹp luôn. Đấy, đang lên mầm mới này, rồi là chậu ít nhất là 3 thân đẹp như vậy. Em đang để giá có 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 150.000 thôi cho một cái chậu dendro chớp bịp. Nói chung là dòng dendro thì rất là dễ sống luôn cô chú anh chị ạ. Đó, mà lại cho mình hoa quanh năm và thơm nức nhé cô chú anh chị nhé. Ở đây thì em đang có hai cái chậu chớp Sonia. Chậu này thì đang có một cái bông hoa cánh bầu tròn rất là đẹp luôn, thì là dòng chớp Sonia này. Chậu này có 4 giả hành, em bán với giá là 130.000. Và chậu bên này đang ngụ đấy ạ, cũng có mấy cái giả hành đẹp như thế này, cũng bán với giá 130.000. Và bên này sẽ là cái dòng lan vũ nữ tóc tiên cô chú anh chị ạ. Siêu rẻ cho cô chú anh chị mình. Một cái dòng lan phải nói thưởng thức hoa hương thì thưởng thức hương tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị sở hữu một cái chậu như thế này thì chỉ cần một năm sau thôi là có một cái giò gấp đôi. Bởi vì đây cô chú anh chị nhìn thấy cho em ạ, mầm chi chít là mầm như này. Và siêu bền hoa nhá. Một cái chậu vũ nữ tóc tiên như vậy em đang để giá 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. 110.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hiếm khi có những chậu tóc tiên nó rẻ như vậy lắm ạ. Và bên này là một cái mặt hoa cực kỳ, là một cái cây lan vũ nữ mà có mặt bông phải nói là vô cùng là độc đáo và xinh đẹp luôn. Dòng lan vũ nữ Mitonia thơm nức nở và cũng rất là bền hoa mà cây cực kỳ là dễ sống. Đây, một cái chậu vũ nữ Mitonia với cái bông hoa to đùng và cái hình dáng, cái phần nhụy của nó như là một cái nét vẽ trên cánh hoa mà lại rất là thơm của chú chị, như là một vũ công đang xòe váy. Nói chung là bông hoa rất là độc đáo và đẹp như thế này. Thì một cái chậu lan vũ nữ Mitonia như vậy đấy ạ, Mitonia đẹp như vậy, nó đang có một cái giả hành. Đó, đây là cô chú anh chị này, hoa rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng như một vũ công luôn, phần nhụy của nó. Em đang để giá một chậu như thế này này, dễ sống, dễ chăm, cô chú anh chị mình yên tâm nhé. Có 90.000 thôi để cô chú anh chị mình siêu tầm đấy ạ. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ nhện. Nói chung là mỗi một cái cây lan ấy thì nó mang một cái sắc thái, một vẻ đẹp riêng. Cô chú anh chị nhìn cho em những cây vũ nữ nhện đấy ạ. Một cái chậu lan vũ nữ nhện như thế này ạ, xinh, rất là xinh như thế này. Đó, cũng rất là thơm luôn. Em xin phép được bán một chậu như thế này với giá chỉ có 90.000 thôi, 100.000 cô chú anh chị nhé. Và ở đây sẽ là những cái bảng lan trồn trắng đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những cái bảng trồn trắng rất là đẹp như thế này này. Hàng chuẩn hoa luôn cô chú anh chị nhé. Chuẩn hoa luôn cho cô chú anh chị mình. Nó là bởi vì nó là hàng cấy mô ấy cô chú anh chị. Hoa của trồn trắng thì cực kỳ là đẹp luôn và rất là thơm. Đó, mà cây này thì em vứt ở cái bờ rào nó vẫn cứ cho hoa nhé chú anh chị nhé, chứ không phải không cho hoa đâu, rất là dễ cho hoa. Một cái bảng chồn trắng gồm hai cây như thế này em đang để giá là 150.000. Và dendro xuân thì cái giá siêu rẻ luôn ạ, có 40.000 trong một chậu thôi cô chú anh chị này. Thay vì Tết mình mua chậu vài trăm, hơn 100.000 thì cô chú anh chị có thể mua về tự trồng, tự trồng chơi chơi với giá chỉ có 40.000 trong một chậu nhá. Cô chú anh chị mà lấy cả 5 chậu ấy, em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn. Mà riêng dòng dendro ấy thì cái mặt bông nào cũng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Mình không phải lăn tăn cái vấn đề là nó sổ phải cái mặt hoa nào đâu cô chú anh chị. Cây rất là khỏe và dễ sống. Đấy, thì ở đây này cô chú anh chị nhìn cho em cái mặt bông của dòng dendro này đây ạ. Nói chung là mặt bông nào cũng rất là đẹp, cô chú anh chị mình yên tâm cho em nhé. Yên tâm đây ạ. Anh gọi bà lên giúp đi. Và bên này đây thì em đang có những cái giò, một cái giò dendro xuân mà siêu nhiều thân luôn như thế này. Đẹp như thế này, hàng hoa sổ số, với giá em bán là 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và đây sẽ là những cái chậu dendro chớp lá biên, gọi là dòng dendro biên vàng đấy ạ. Thì một cái chậu dendro lá biên vàng mà mặt hoa đẹp từ mặt hoa cho đến thân lá, mình chơi thân lá quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Đấy ạ. Và cái mặt hoa của cái dòng dendro họng đen như thế này cô chú anh chị nhé. Và cánh hoa vàng dày cộp luôn, 180.000 cho một chậu. Những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Mỗi một cần hoa của nó phải dài đến cả mét cô chú anh chị nhé. Đây, nó phải dài đến cả mét luôn cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp như thế này à, cô chú anh chị này. Hiện tại là cây vẫn còn đang tiếp tục đi, nụ hoa của nó vẫn còn đang tiếp tục đi nhé cô chú anh chị nhé. Chậu xanh mướt và khỏe đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy cho em chậu nào cũng như chậu nào. Với giá chỉ có 170.000 cho một giò thôi, vũ nữ hoàng hậu xanh cô chú anh chị nhé. 170.000 cho một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh như vậy. Và bên này đây sẽ là những cái cây bên này đây sẽ là những cây lan cô chú anh chị nhìn cho em cái bộ rễ này. Cây cực kỳ là khỏe luôn, đẹp như thế này. Đó, cây đang bắt đầu là cô chú anh chị có thể thấy là những cái bộ rễ của nó ra xanh biếc đẹp như thế này rồi. Đây là những cây lan hoàng nhạn tháng 8 đã trồng thả sẵn trong chậu. Em đang để giá là 240.000 cho một giò cô chú anh chị. Ở bên này đây thì có cả những cái chậu lan nhạn 4N luôn cô chú anh chị mình có thể chọn cho em. Những cái cây nhạn 4N hình 47 rất là đẹp. Cái bộ rễ siêu đẹp luôn như thế này.
với giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và chậu tiếp theo 48 cũng là chậu 4N đấy ạ, chậu 4N. Đấy, chậu này với giá là 140.000 và chậu 49 130.000 và chậu số 50 em cũng bán luôn với giá là 150.000. À đâu, có 140.000 chứ cô chú anh chị, 140.000 cho chậu này. Ở đây thì có cả những cái chậu nhạn rừng luôn cô chú anh chị, 51 này, chậu nhạn rừng này. Đó, chậu này thì em không chăm được nên là cây cứ trồng ngược lên như này này. Chậu này em bán nó 100.000 thôi. À, chậu tiếp theo là chậu 57 cũng với giá 100.000 và chậu số 58 chậu số đâu? 51, 52 chứ. 2 100.000 và 53 cũng 100.000. 54 80.000 và 55 cây này với giá là 90.000 và 56 này. Chậu 56 đây cô chú anh chị. Chậu 56 này với giá em bán là bao nhiêu nhỉ? Chậu 56 này là cây bạch nhạn cô chú anh chị ạ, rất là xinh đấy ạ. Em bán là 100.000 và chậu số 57 cũng là bạch nhạn với giá cũng chỉ 100.000 thôi cô chú anh chị nhá, siêu rẻ luôn. Cô chú anh chị về trồng tự chăm. Và chậu số 58 chậu này cũng 100.000 và chậu quế. Quế cô chú anh chị nhá, nở hoa tháng 8 và chậu này thì chắc là tháng 8 là cô chú anh chị được thưởng thức hoa rồi. Chậu quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 150.000. À, gọi là chậu 59 ạ, chậu số 60 với giá chỉ có 140.000 thôi. Và bên này đây cô chú anh chị mình cũng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan năm cánh trắng cô chú anh chị nhá. Đây cô chú anh chị đang cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan năm cánh trắng Bình Dương cô chú anh chị ạ. À, năm cánh trắng Củ Chi chứ không phải là năm cánh trắng Bình Dương đâu ạ. Một cái mặt bông cô chú anh chị có thể thấy là mắt hồng và cánh trắng thuần khiết, một cái vẻ đẹp phải nói là ngắm là cảm thấy là thực sự thư giãn tuyệt vời đúng không ạ? Và rất là thơm nữa. Đây, một cái cần hoa đẹp thôi mà cô chú anh chị có thể thấy là mình được thưởng thức một cái tác phẩm rất là đẹp như thế này rồi. Thì ở đây cô chú anh chị mình cũng có thể cùng em lựa chọn những cái cây lan năm cánh trắng với giá cực kỳ là rẻ, trước đây giá siêu đắt đỏ. Thì ở đây ạ, là chậu Hiển Oanh cô chú anh chị nhé, một cái mặt bông nổi đình nổi đám cô chú anh chị biết rồi, trước đây giá vài triệu. Thì còn bây giờ cô chú anh chị có thể chơi hoa đúng nghĩa của nó nhé. Hình 61, một cái thân Hiển Oanh mà cao khoảng tầm 80 cm và nụ từ gốc đến ngọn đẹp như thế này. Mầm gốc rất là to, em bán chậu này với giá chỉ 120.000 thôi. Và sang hình tiếp theo hình 62 ạ. Hình 62 đi ạ, chậu này phải dài đến cả 1 m luôn cô chú anh chị nhé. Thân này phải dài đến cả 80 cm hay là 90 cm gì đó. Hai mầm gốc luôn ạ. Hai mầm gốc và cũng có nhiều ki trên thân cô chú anh chị này. Nụ cũng rất là nhiều. Chậu này xin phép em bán là 130.000. Và chậu số 63 đây ạ. Hai mầm gốc này. Hai mầm gốc cao vút cô chú anh chị. Và cũng rất là nhiều thân ki trên thân như này. Chậu này em bán 130.000. Và cũng rất nhiều nụ. Và chậu 64 đây ạ. Chậu 64. Chậu 64 này đây em xin phép bán chậu 64 này với giá là 100 bao nhiêu nhỉ? Chậu 64 em bán với giá là 110.000 đi cô chú anh chị, 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chậu số 65 này thân dài đến cả mét mà rất là nhiều nụ, 120.000 cho chậu này. Nói chung là ngắm hoa thôi đã cô chú anh chị ạ, lấy 3 chậu đi làm tác phẩm đẹp luôn cho cô chú anh chị. Chậu này bên này là 3 mầm gốc luôn cô chú anh chị nhé, 3 mầm gốc luôn và thân cao dài đến cả mét cũng rất nhiều nụ. Chậu này em bán với giá là 130.000, 130.000 cho chậu này. À, chậu Hiển Oanh và chậu này thì bị lỗi mầm gốc này, cây mầm gốc mới đang lên, chậu này em bán có 80.000 thôi. Hiển Oanh 68 đây gọi là 67 đấy ạ, 68 này. 68 này cũng với giá chỉ có 80.000 ạ. 80.000 đang lên những mầm gốc mới, mầm gốc cao thì bị hỏng nhá, đang lên mầm gốc mới. 68 với giá là 80.000 ạ. 69 cũng với giá có 80.000 luôn này, cô chú anh chị này. 80.000 và 70. À, 70 ạ. Cái chậu 70 này. 70 này cũng có bị lỗi mầm gốc một chút xíu và lên rất là nhiều ki mập đẹp như này. HO chuẩn luôn cô chú anh chị nhá. Chậu này đây. Chậu này trước đây không biết là của anh chị nào đã gửi vườn trồng ấy, bây giờ giá rẻ người ta không ấy nữa. Chứ là không để lại luôn cho chủ vườn. Cái chậu này xin phép được bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và chậu bên này chơi hoa thì mê luôn này. Chậu 71. Đó. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái dàn nụ đẹp như thế này, em bán chậu này với giá 80.000, cái mầm gốc thì chưa thấy nhá cô chú anh chị nhá, 80.000 ạ. Và sang hình tiếp theo. Bên này đây là Phú Thọ cô chú anh chị nhá. Cái chậu lan năm cánh trắng Phú Thọ sai bông tự nhiên luôn và dễ sống dễ chăm cực kỳ cô chú anh chị. Cái chậu lan Phú Thọ một cái mặt bông mà nền tảng của dòng lan va đấy ạ. Cái chậu Phú Thọ mà rất là nhiều nụ như thế này này. Đó. Có một mầm gốc cao và thêm một mầm gốc thấp nữa. Cái chậu này em bán với giá chỉ có 110.000 thôi cô chú anh chị nhá. 110.000 thôi cho chậu năm cánh trắng Phú Thọ này này. Chậu này 72 ạ, chậu 73 này. Hai thân hoa.
hai mầm gốc đẹp mộng mơ luôn, 140.000 ạ. Một ba mầm gốc luôn 140.000. Và chậu 74 này. Hai thân hoa với 4 mầm gốc. 3-4 mầm gốc luôn ạ. Và chậu này em xin phép được bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Chậu này em bán với giá là 140.000 và chậu số 75, hai thân hoa và hai mầm gốc. Chậu này em bán với giá là 100 bao nhiêu nhỉ? Chậu này em bán với giá là 140.000 ạ. Và chậu số 76. Chậu này này, một thân hoa và một mầm gốc. Cái chậu này thì cái mầm gốc này không hiểu sao nó hơi vàng, không biết là có đảm bảo nữa hay không. Chậu này em bán luôn với giá là 90.000 cô chú anh chị nhá. Và chậu bên này là chậu 77 này, hai mầm gốc siêu khỏe đẹp, hai siêu khỏe đẹp nhá. Đây, và một cái thân hoa đẹp như thế này. Và chậu này xin phép em bán chậu này với giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? 130.000 đi. À 130.000 đi thôi cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn, hai mầm gốc. Đó, chơi hoa mà lại có ngay một cái cây giống tuyệt vời như vậy, chơi hoa trong năm nay luôn. Chậu này hai thân hoa và cũng hai mầm gốc này. Chậu này em bán với giá 130.000 thôi. À, gọi là chậu 78 đấy ạ, chậu 79 này. 79. Rất là nhiều nụ ở đây cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều nụ ở đây và hai mầm gốc. Chậu này em bán là 140.000 và chậu của số 80 cũng với giá 140.000 và bên này thì em còn có 81 đây. 81. Chậu này cũng hai thân hoa và ba mầm gốc luôn nhé. Chậu này em bán với giá là 130.000 thôi ạ. Và một cái chậu điệp tím của vùng rừng Cao Bằng cô chú anh chị. Hàng thì đang một cái thân nụ đang chuẩn bị cho hoa. Cái chậu này em bán là 100.000. Chậu số 1, chậu số 2 với giá 80.000 và chậu số 3 hàng lá mít luôn cô chú anh chị này. Em bán với giá 100.000. Đây là hàng điệp tím của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là những hình sơn thủy tiên mà siêu rẻ luôn ạ. Cô chú anh chị mình cũng em lựa chọn những cây sơn thủy tiên hàng họng nâu đen hay là nâu đỏ đây ạ. Cô chú anh chị mình cũng em lựa chọn cái hình sơn thủy tiên này, cái hình này gọi là hình 21 cô chú anh chị ạ. Hình 21. Đây, cái giá bây giờ thì so với cái giá mà cái lúc đầu mùa ấy nó chỉ bằng, chắc chắn chỉ bằng một nửa thôi. Hình này gọi là hình 21, em đi ngồi một chút nhé cô chú anh chị nhá. Hình 21 này em bán với giá chỉ có 230.000 thôi ạ. 230.000 thôi một cái rể sơn thủy tiên mà nhiều thân mập đẹp như thế này nhá. Và hình bên này đây sẽ là hình 20 này, cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Đó, hình 20 thân giả hành mập nú luôn luôn đây ạ, 20 này. Và hình này em xin phép được bán với giá là hình này em bán với giá cũng 230.000, 230.000 cho rể này nhá. Và hình số 19 này. Hình số 19 một cái giả hành rất là to như thế này. Đó, một cái rể rất là to đẹp như thế này. Rể này xin phép em bán là 320.000. Và bên này đây ạ, là hình sơn thủy tiên, cái hình này gọi là hình 18 nhá. Hình 18 này có 150.000 luôn này cô chú anh chị này. Ba giả hành rất là đẹp. Hình số 17 đây này. Họng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em soi họng luôn để cô chú anh chị đỡ phải thắc mắc nhá. Cái hình số 25, hình số 17 này. Hình số 17 này em xin phép được bán với giá là 200.000 này cô chú anh chị này. Đó. Và hình số 16 đây ạ. Nhiều giả hành như thế này nhá chú anh chị nhá. Nhiều giả hành như vậy ạ. Thì cái hình này em xin phép được bán với giá là 200.000. Quá đẹp cô chú anh chị. Quá đẹp luôn nhá. 200.000. Quá đẹp và quá rẻ. Hình số 15, hình này với giá 220.000 và hình số 14 này. Đó, giả hành to mập nú như thế này với giá rề này là 300.000, giả hành to lắm luôn đấy cô chú anh chị. Và hình số 13. Thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Cái sơn thủy tiên này thực sự nó quá thơm. Và cái hình số 13 với giá chỉ 120.000 thôi, hình số 12. Hình số 12 này với giá chỉ bán bao nhiêu nhỉ? Một cái rề đẹp như này 320.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo. Hàng hôm nay rất là đẹp, nhiều cái hình mà có những cần hoa dài tít tắp luôn. Đầu tiên thì em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái hình số 22 cô chú anh chị ạ. Hình 22 là một cái hình ba cây bản lá cực kỳ là to luôn cô chú anh chị ạ. Cây nào cũng như cây nào bản lá rất là to. Nói chung là ba cây cáo cực đẹp luôn. Đây, ba cây cáo này bản lá rất là to cô chú anh chị nhé. Và ba cây này xin phép được bán với giá là 150.000 cho cái hình này đấy ạ. Cái bản lá này có khi phải đạt gần đến 5 sen đâu đấy, gần phải có khi 4 sen hơn 5 sen gì đấy. Lá rất là to luôn, cái hình này 150.000 gọi là hình 22 cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là hình 23, hình 23 là có 2 này, 4 này, 5 cây. Đó, 5 cây tươi giói đẹp như thế này. Cái hình này xin phép em bán là 150.000. Và hình số 24. Hình số 24 này cũng là một cái hình mà có 4 cây to cô chú anh chị ạ. Em bán cái hình này với giá chỉ 130.000 thôi. Và hình số 25 đây ạ. Hình số 25 hình này có 7 cây luôn nhé chú ý chị nhé. 7 cây luôn, 7 cây đều tăm tắp cả một lô rất là nhiều như thế này. Xin phép em bán 150.000. Và hình số 26 ạ.
cũng là 3 cây cực kỳ là VIP luôn. Đấy, 3 cây, trong đó có 2 cây kể có những cây vòi nục to đùng luôn. À, cây này thì cần hoa phải dài đến cả 50 cm rồi cô chú anh chị ạ. 3 cây này đẹp như thế này. Em xin phép được bán nó với giá là 160.000 cho 3 cây này cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Hình này 4 cây ạ. Với giá em bán là 140.000 cho hình này. 4 cây đẹp như thế này 140.000 và hình số 28 này 130.000 cho 8 cây nhá. Và hình số 29 ạ. Hình số 29 này. Hình số 29 này hình như là bán rồi sao ấy? Hình 29 bán rồi phải không? Ừ, hình 29 này em bán rồi thôi. Hình tiếp theo là hình số 30 của chú anh chị. Hình số 30, hình này có 3 cây to nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây bản lãng rất là to mà cũng rất là chất luôn. Đó, đẹp như thế này với giá em bán là 130.000 và bên này làm cái hình cũng là có hình số 31, 4 cây cáo to như thế này. Đó, 4 cây cáo bự luôn cô chú anh chị ạ. Có khi cân lên có khi được gần cả cân luôn ấy ạ. Em xin phép bán hình 4 cây này với giá là 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Lẻ rẻ hơn cả cái giá bỏ xỉ luôn mà những cái cần hoa của nó này, 3 cái vòi nụ to ủnh luôn ạ. Ba cái vòi nụ to ủnh luôn cô chú anh chị, đẹp khủng luôn ạ. Đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Và sang hình bên này đây là hình số 32. Hình 32 là có 5 cây ạ. 5 cây này em bán với giá là 130.000 và hình số 33, hình này cũng là 5 cây, tươi giói đẹp như thế này. Với giá em bán là 140.000 nhá. Và hình số 34, 6 cây ạ. 6 cây này em bán với giá là 130.000 thôi, 130.000 thôi, 6 cây. Và hình số 35, 35 này là cũng những cây xếp rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Đó, những cây xếp rất là xinh luôn này, có một cái cây nụ hoa tím ngắt luôn. Hình này em bán với giá là 120.000 ạ. Và sang bên này là những chậu cáo thuần cô chú anh chị ạ. Những chậu cáo thuần này. Đó, cái dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Những chậu cáo thuần đang nụ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị mình của em lựa chọn này. Hình này em gọi là cái hình số, thôi em đi từ cái hình bao nhiêu đây nhỉ? Hình số 35, hình 36 cô chú anh chị ạ. 36 này, một cái giò cáo mà có một cái cây xếp và một cần hoa rất là dài như vậy nhá. Chậu này tổng thì có 4 5 cây gì đó nhưng mà có 1 2 cây bị lỗi ngọn cô chú anh chị ạ. 1-2 cây bị lỗi ngọn. Với chậu này em bán với giá chỉ 150.000 thôi. Ngắm một mùa hoa thôi cũng đã chắc chắn rằng là hoa sẽ cực kỳ là xinh với những cái vòi hoa dài như này này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 37. Chậu 37 là 2-4-5 cây xếp. Em bán chậu này với giá 160.000 cô chú anh chị nhé, 160.000. Và chậu số 38 này, 38. Chậu 38 này em cũng bán với giá là 150.000 luôn ạ. Chậu 38 150.000. Cũng có 4 cây tuy nhiên 2 cây bị lỗi ngọn. Và chậu số 39 ạ, 39 này. Đây cô chú anh chị nhìn cho em nụ này. Đó, cây này bị lỗi ngọn nhưng mà đang lên mầm gốc mới rồi. Chậu này có một cây bị lỗi ngọn. Rất là đẹp luôn như cây này, cái bản lá to đùng mà lá ngắn luôn ạ. Chậu này xin phép em bán là 160.000 nhé. Và chậu tiếp theo là chậu số 40. Giá này thì gần như là rẻ ngang giá xỉ luôn. Chậu này em bán với giá thôi bán 150.000 luôn cô chú anh chị. Và chậu số 41 này, cái chậu này riêng cái chậu này một cái cây này thôi cũng đủ đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Có hai vòi bông cân đối hai bên và hàng là xếp thẳng tắp đẹp như thế này. Đó. Đây. Và thêm vài cây bé bên này nữa nhé. Chậu này xin phép em bán. Chủ đạo cây này thì giá 160.000 cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo 42. 42. Chậu này cũng khá là nhiều cây xếp đẹp. 2, 4, 2, 4 cây xếp đẹp như thế này. Đó. Thì chậu này em bán là 160.000 nhé. Và chậu 43 này. Đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị, những cây lá xếp như cây này xếp rụt luôn cô chú anh chị ạ. Chậu này cũng đang có hai cái vòi bông. Và em xin phép bán chậu này với giá là 100 bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho chậu này nhá. Rất là đẹp. Và chậu số 44 này. 150.000 luôn ạ. 150.000 luôn, siêu rẻ bèo bọt luôn cô chú anh chị. À thôi, em bán 160.000 cho chậu này xinh cô chú anh chị ạ. Và chậu số 45. Chậu số 45 cây cũng rất là to, thân to mập đẹp như thế này. Đó, mật nú đẹp như thế này, chậu này em bán 160.000. Và chậu số 46 ạ. Chậu số 46 này, hai vòi bông, ba vòi bông luôn. Chậu này em bán là 160.000 nhá. Thế không lấy à? Thế không lấy à? Và bên này là một cái trụ cáo thuần, cái trụ cáo thuần cô chú ý chị ạ.
Cái trụ cáo thuần này thì có 7 cây. Có 7 cây nhá, em bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Rồi ạ, cái hình tiếp theo, hình cuối cùng. Cái hình này bán chưa nhỉ? Hôm nay chính như bán hay sao ấy nhỉ? Bên này đây sẽ là những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, cô chú anh chị ạ. À, đầu tiên là mật ong khoái trước. Mật ong khoái cô chú anh chị nhá. Nhiều cô chú anh chị thì cứ thích là cái kiểu như là cái mật ong mà đã vắt ấy. Tuy nhiên ấy thì là em muốn là để cái mật ong như thế này thì cô chú anh chị biết rằng cái hàng này nó là cái hàng nguyên chất nhá. Nguyên chất từng giọt đến hàng từ rừng về nguyên chất luôn ạ. Và 1 kg mật ong khoái này em đang bán với giá chỉ có 200.000 cho 1 kg thôi ạ. 200.000 1 kg mà cô chú anh chị thấy là có những cái ống mật vẫn còn vít nắp đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Cái sáp thì rất là nhẹ thôi cô chú anh chị ạ. Và bên này đây thì em đang có những cái đây. Cái này là cái chè ô long của vùng Nguyên Đình Cao Bằng, một cái túi chè ô long như vậy với khối lượng là nửa kg em bán là 170.000. Một cái chè mà được trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000 m² và quanh năm sương mù bao phủ. Chính vì vậy mà tạo ra một cái hương vị rất là thơm ngon và cái đặc hương vị cực kỳ là đặc biệt riêng ạ. Và bên này đây thì em đang có những chế phẩm này, vỏ thông đủ size 1 2 3 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái lô rêu cực kỳ là sạch và đẹp khô như thế này với giá 250.000 trong 1 kg, 1 kg siêu nhiều luôn ạ. Và dớn vụn 40.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhá, dớn bảng với kích cỡ là 13 30 với giá là 15.000 thôi, kích cỡ là 20 40 với giá là 22.000 và duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 trong cặp. Atomic 12.000 cho một gói nhá. Sữa thai hormone tăng trưởng 5.000 cho một lọ ạ. Dưỡng chất AB 85.000 một lọ. B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ. Và cắt tan đặc trị thối nhũ là 40.000, kim kim môn đặc trị thối nhũ 25.000, dây buộc lan chiều dài 100 m, giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân trùng tuyến nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói. Phân dê đã qua xử lý với giá là 18.000 1 kg, 1 kg rất nhiều mà cái này thì nó sẽ cung cấp thời gian dinh dưỡng cho trong thời gian rất là lâu dài cô chú chị ạ. Và bên này thì em có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán là 40.000 cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều những cái công dụng dược liệu tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Bởi vì nó chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên. Và cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi thì người ta đã cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo đồ ngọt đúng không ạ. Và rất là tốt đấy sức khỏe nữa. Bên này thì em có đang có hai cái giò giả Hawaii ạ. Giò giả Hawaii này mầm gốc lên chi chít luôn đẹp như này, em bán chậu này 70.000 và chậu bên kia là 50.000 nhá. Tôi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại bên em đang có ạ. Và cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi những xin phép được dừng clip ở đây ạ.